Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ ra vườn trồng các cây thuốc của mình chia sẻ cho các bạn. Hãy yêu cầu của các bạn hỏi mình chia sẻ. Cái vườn nhà trồng nhiều loại cây thuốc thảo dược thì chia sẻ cho các bạn. Bài thuốc dân gian tỷ sợi hận. Thì sợi hận có nhiều cách để chữa dân gian, hầu như là có nhiều cách lắm. Như cây chó đẻ này nè, hoặc là lấy trái thơm bỏ đường phèn vô là nướng rồi uống cũng hết. Với mấy sỏi hận ly nhỏ đó thì sử dụng những bài thuốc dân gian này, còn hoặc uống để như bài thuốc nam ngăn ngừa điều trị cũng được. Thì đây hôm nay mình ra vườn hái cho các bạn nè. Cây này cái diệp hạt châu hoặc là cây chó đẻ răng cưa. Cây này á, các bạn coi ở dưới lá nó các mấy cái hộp nhỏ màu xanh xanh trắng trắng á là nó nha. Đó, hái vậy nè. Nếu bị viêm gan bằng da, viêm thận đáy đỏ nè, viêm ruột thì mình lấy cây diệp hạ châu này nè, dưới cái mã đề nè, dành dành nè, sắc uống nha. Cây chó đẻ này nó có vị đắng chủ đạo, nhưng mà nó cũng có cái ý là cái hậu hơi ngọt ngọt, tính mát, lợi tiểu, giải độc, sát trùng. Còn cây này là cái cây có mực nhỏ nồi, cho nên hôm nay mình sẽ chia sẻ ha, công dụng của hai loại luôn, nhỏ nồi với lại cây chó đẻ nha. Chi tiết mời các bạn cùng theo dõi. Cây diệp hạ châu này nó chuyên về bệnh đường ruột nè, gan uống nè, ai mà bị bệnh gan cũng nấu nước uống cũng được nè. Có tác dụng lợi tiểu, giảm đường huyết. Nhưng mà tuyệt đối cũng dùng, nó cũng lưu ý nha, những người mà không có bị bệnh gan thì tuyệt đối không được dùng cây chó đẻ này nha. Vì những người có bệnh gan á thì người ta mới uống hỗ trợ điều trị giảm, còn những người chưa có bị mà uống như sử dụng hai nước hoặc là hỗ trợ mà phòng ngừa thì không có được nha. Nó sẽ làm giảm cái hệ miễn dịch, làm mất cân bằng chức năng gan mật nha, cho nên cũng không có nên tùy tiện mà uống. Để mình ý mình nói mình uống để mình phòng ngừa thì không có được, chỉ khi cái bệnh nó mới được uống. Cho nên cây chó đẻ này á, là một loại cây bài thuốc để điều trị đặc trị á, nghe các bạn. Cho nên các bạn đừng có mà tùy tiện mà đem nấu uống để mà phòng ngừa, nó không có tính phòng ngừa mà nó tính điều trị. Cho nên các bạn đừng có sử dụng uống rồi nó sẽ suy giảm hệ miễn dịch, chức năng gan á nghe. Vì nó có nguy cơ phá vỡ hồng huyết cầu, suy giảm hệ miễn dịch, cho nên nó dẫn đến suy gan suy thận đó. Mà đặc biệt mấy chị em phụ nữ mang thai không được uống nha, nó gây co mạch máu, gây trụy thai. Cây chó đẻ này nó gây hạ hồng cầu nè, giảm huyết áp nè, cho nên chỉ viêm gan, cái vấn đề gì gan thì uống, còn không thì đừng có uống nha. Ok, mình vừa nói sơ về cái cây diệp hạ châu công dụng cho các bạn. Nó là cái loại cây như là bài thuốc nhưng mà nó mọc hoang dại, ít có ai trồng nè. Nhưng mà trong cái vườn của nhà các bạn thì nếu những ai bệnh gan thì cũng là một bài thuốc hỗ trợ điều trị rất là ok. Còn tiếp theo mình sẽ chia sẻ về cái cây cọ mực cho các bạn.
cũng là những cái cây cỏ hoa lá xung quanh chúng ta mọc hoang dại ít đứa trồng, nhưng mà khi cần thiết chúng ta tìm để hỗ trợ điều trị cũng rất là ok nha các bạn. Cái cây cỏ mực hay gọi là nhỏ nồi này á, nhìn nó đơn sơ sơ sài hoang dại nhưng mà nó thực tế nó có rất là nhiều công dụng. Ở đây mình chia sẻ mớ công dụng cho các bạn. Khi mình đứt tay đứt chân đứt gì á, đúng là nó có bị vết thương á, nhỏ trong cái phạm vi nhỏ thì chúng ta có thể giả nhuyễn cái cây cỏ mực này nè hay nhỏ nồi này nè mình đắp lên, nó cũng giống như cái cây cái mù xích cũng là bài thuốc dân gian đi rẫy đi rừng cho người các bạn khi các bạn bị vết thương vết đứt gì đó các bạn cứ giả nhuyễn đâm nát nó, rồi đắp lên vết thương, muỗi cắn côn trùng cắn đốt và giả đắp lên thì nó sẽ cầm máu ngon lành lắm nha. Những bài thuốc dân gian mà mọc dân gian mà. Cái cây con mực này nó cũng giống nấm linh chi nghe các bạn. Nó làm giảm cái sự phát triển của tế bào ung nó công hiệu cũng như nấm linh chi vậy đó. Ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư. Rồi cái nhỏ nồi này nó làm len tóc nè, nấu kết hợp với lại là hậu ô trinh nữ nè, uống trong 30 ngày cải thiện tóc bạc sớm. Nhưng mà quan trọng á, biết không, cái cây con mực này á chủ yếu là cầm máu, tiểu tiện ra máu, đại tiện ra máu, trĩ đồ á, rất là công hiệu. Rồi dùng để rơ lử cho trẻ em đồ nữa. Thì mình vừa chia sẻ sơ cái những cái công dụng của cái nhỏ nồi nhỏ cỏ mực của cỏ mực với là diệp hà châu cho các bạn nha, những cái cây cỏ xung quanh chúng ta nhưng mà là những cái cây bài thuốc cho các bạn rồi nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, chào tạm biệt, hẹn các bạn trong cái video sau. Nhớ các bạn cứ thấy những cái cây cỏ xung quanh hoa lá xung quanh gì đó các bạn muốn hỏi công dụng của nó thì cứ comment bên dưới, mình sẽ chia sẻ cho các bạn nha. Ok, chào tạm biệt.